Nghiêm Xuyên có chút tò mò, vừa sờ sờ mũi, vừa nhìn tiểu thê tử với vẻ mặt kỳ quái. Huynh muốn dùng hay là thôi đi? Ta không muốn vừa mới thành thân đã phải làm quả phụ đâu. Nghiêm Xuyên thấy hai mắt nàng cứ đảo đi đảo lại, càng làm hắn tò mò. Cho ta xem với, cho ta xem với. Là trang sức phải không? Để ta giúp nàng đeo, để ta nhẹ nhàng đeo cho nàng. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên. Ta nói rồi, từ chối bạo lực gia đình, bắt đầu từ ta. Muội muội của ta đúng là bênh vực người ngoài mà. Mà lúc này, tiểu Tuế Tuế lại đang hăng say bóc quà. Cả triều văn võ đều tặng lễ mừng năm mới cho ta. Thật là khách khí quá đi, Tuế Tuế ngại quá đi mất. Tuế Tuế ngại quá đi mất, miệng thì nói ngại, nhưng tay thì nhanh chóng bóc hộp quà. Chẳng mấy chốc, sách vở mới tinh đã chất đầy nửa ngự thư phòng. Hay là mời toàn bộ bọn họ đến nhà ta đánh chết đi. Quá độc ác rồi, quá độc ác rồi. Bọn họ muốn lấy mạng ta mà. Bài tập quốc tử giám giao còn chưa làm xong nữa. Cứu mạng, tiểu cô nương rưng rưng nước mắt. Còn mấy ngày nữa là khai giảng rồi. Tối hôm đó, đèn trong thư phòng sáng suốt đêm. Cửu Tiêu ca ca, cố lên, huynh là người giỏi nhất. Hai người vội vàng, cuối cùng cũng kịp hoàn thành vào sáng sớm ngày mùng 8, ngày khai giảng. Tuế Tuế, lần sau ta không giúp muội nữa đâu. Rõ ràng chỉ cần đọc một lần là ta có thể nhớ được. Tại sao còn phải chép nhiều lần như vậy? Bởi vì phu tử là người bình thường, còn muội thì không. Khai giảng ta sẽ nói với tiên sinh, bảo ông ấy đừng giao bài tập chép phạt cho muội nữa. Phó Cửu Tiêu xoa xoa cổ tay, ban ngày thì phê duyệt tấu chương, ban đêm thì chép bài tập, cổ tay đau nhức. Từ sau khi thân phận của Tuế Tuế bị bại lộ, viện trưởng liền tự mình dạy lớp của bọn họ. Viện trưởng lật dở bài tập của đám trẻ, lạnh lùng nói, gan các ngươi cũng lớn thật đấy, lại dám cả gan tìm người chép bài hộ. Được rồi, ngày mai gọi người chép bài hộ các ngươi đến đây, ta muốn nói chuyện cho rõ ràng, xem các người dạy dỗ con cái kiểu gì, đặc biệt là Tuế Tuế, con tìm ai chép bài hộ vậy? Viện trưởng nhấn mạnh hai chữ Tuế Tuế. Bọn chúng tìm người chép bài còn tìm người viết chữ đẹp. Còn con thì sao? Con tìm ai vậy? Người này tuy có chút cơ bản về thư pháp, nhưng học sinh thì phải có quy củ của học sinh. Con đã thấy học sinh nào viết như thế này chưa? Tuế Tuế nhón chân lên nhìn, thật là tùy tiện. Nhìn là biết ngay là người này cực kỳ kiêu căng, không có chút tinh thần cầu tiến nào. Chép bài hộ còn chép xấu như vậy, mấy trang này sẽ hết đi. Con chép lại một lần, người chép bài hộ con cũng phạt chép một lần. Cửu Tiêu ca ca lừa đảo. Viện trưởng đứng dậy, nhớ lại nét chữ của người chép bài hộ Tuế Tuế, hình như có chút quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Tuế Tuế vừa mới về đến phủ, liền nghe thấy tiếng báo động từ ngoài viện vọng vào. Hai bức thư khẩn, một bức vào cung, một bức vào Nghiêm gia. Thần khí quốc ở phía bắc Đại Nguyệt đột nhiên phát động tấn công dữ dội vào Đại Nguyệt. Hai tháng trước, Nghiêm tướng quân nhận được thánh chỉ khẩn cấp xuất binh đến thần khí quốc. Hiện tại Nghiêm tướng quân bị vây hãm ở thần khí thành, đã mất liên lạc nửa tháng nay. Nghe được tin này, Tuế Tuế trước mắt tối sầm. Còn Lâm thị đứng dưới hành lang thì đã ngây người như phỗng. Nhị ca con bị vây hãm ở thần khí thành rồi. Mẫu thân, may mà A Nguyệt xuất hiện kịp thời. Hai người dìu Lâm thị vào phòng. Bị vây hãm trong thành bao lâu rồi? Thần khí quốc làm phản từ khi nào vậy? Sao bên ngoài không hề nghe thấy động tĩnh gì vậy? Lãng nhi của ta. Mí mắt Tuế Tuế giật liên hồi. Đột nhiên nàng bỗng cảm thấy trong lòng lạnh toát. Là bùa hộ mệnh trên người nhị ca bị vỡ rồi. Nàng đã đưa cho nhị ca ba lá bùa hộ mệnh, giờ đã vỡ mất một lá. Ta phải vào cung. A Nguyệt tỷ, phiền tỷ chăm sóc mẫu thân. Tuế Tuế vội vàng vào cung, lúc này đang đứng ngoài ngự thư phòng, nghe thấy bên trong đang bàn bạc tình hình ở Nghiêm gia chi tiết hơn. Sắc mặt nàng dần trở nên trắng bệch, nghe nói có người vô tình phát hiện ra xung quanh thần khí thành bị bao phủ bởi sương mù trắng xóa, không thể liên lạc được với người dân trong thành. Bèn có người tiến vào sương mù, nhưng nào ngờ bên trong sương mù lại ẩn chứa vô số sát khí, hễ ai tiến vào đều bị cấm chế giết chết, không chừa một ai. Bên trong làn sương mù trắng xóa kia là sát khí ngập trời, còn trên mặt đất lại xuất hiện một trận pháp kỳ dị. Trận pháp này bao vây toàn bộ thần khí thành. Nghiêm tướng quân phát hiện ra tung tích địch quân, đã dẫn theo 3 vạn binh mã tiến vào. Nhưng sau khi tiến vào sương mù thì bạt vô âm tín, không còn một chút tin tức nào nữa. Người dân bên ngoài thần khí thành đã bị tàn sát sạch. Giờ đây, tất cả những người dân còn sống sót đều trốn trong thành, chờ đợi cứu viện. Lúc này, trong ngự thư phòng im lặng như tờ. Liên quân Tam Quốc, bọn chúng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn nhắm vào Đại Nguyệt ta sao? Hiện giờ trong thần khí thành có bao nhiêu người? Trong thành ngoài con cháu Nghiêm gia gia còn có một bộ phận thương nhân, ước chừng khoảng 6 vạn người. Mấy năm nay, tội phạm nguy hiểm rất ít, trong thành hầu như đều là thường dân. Hơn 6 vạn người bị vây hãm trong thành, chuyện này khủng khiếp cỡ nào. Nghe xong, Tuế Tuế cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Lá mùa hộ mệnh thứ hai cũng sắp đến giới hạn rồi. Nhị ca rốt cuộc đã phải trải qua những gì? Bệ hạ, Phương Trượng chủ hộ quốc tự nguyện đi đến thần khí thành. Bệ hạ, Bích Hiên Vương dẫn theo Tạ Gia Quân đến thần khí thành. Tạ Gia Quân đóng quân cách đó 500 dặm, trong vòng 3 ngày sẽ đến nơi. Nói xong, Phó Cửu Tiêu liền bước ra ngoài. Vừa hay đụng phải Tuế Tuế đang lén lút nghe trộm ở ngoài cửa. Ta cũng muốn đi. Tuế Tuế, muội là thần nữ chuyển thế, muội phải hiểu rằng muội không thể tham dự vào tiến trình lịch sử của nhân gian.
cho dù là thiên đạo cũng không thể ngăn cản thiên mệnh. Nếu như thần minh có thể tùy ý nhúng tay vào chuyện của nhân gian, thì nhân gian đã sớm loạn mất rồi. Nhưng mà Tuế Tuế lo lắng. Là thần nữ, Tuế Tuế có trách nhiệm mà con phải gánh vác. Tuế Tuế nhìn hắn chằm chằm, trong mắt tràn đầy sự kiên định. Tuế Tuế có tạ tội hay không? Muội còn rõ hơn ta. Tuế Tuế ngừng thở. Đúng vậy, đến giờ cô vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ khí tức nào của tà tuệ. Không có khí tức của tà tuệ, vậy thì đây là chuyện của nhân gian, cô không nên nhúng tay vào. Tuế Tuế cho dù có tà tuệ thúc đẩy, nhưng hiện giờ tham chiến đều là người của triều đình. Nếu muội ra tay thì chính là vượt quá giới hạn rồi. Đây là quy tắc của thần giới, là ràng buộc đối với tất cả các vị thần. Nếu tùy ý nhúng tay vào, làm xáo trộn trật tự nhân gian, liên lụy đến càng nhiều sinh mạng, thì phản phệ càng nặng. Muội hãy tin ta, ta sẽ tự mình đến đó, đưa nhị ca muội trở về. Tin ta được không? Ta muốn tận mắt nhìn thấy nhị ca, như vậy ta mới yên tâm. Ngày hôm sau, Phó Cửu Kiêu đích thân dẫn Tuế Tuế cùng nhau đến Thần Khí Thành. Lâm Thị sau khi biết tin suýt chút nữa thì ngất xỉu, nhưng bà biết mình không cản được Tuế Tuế. Tuế Tuế, mẫu thân chỉ mong con bình an trở về, nhất định phải bình an trở về. Nhị ca con, dù có thể đưa về hay không, thì mẫu thân cũng không thể mất con được.